A Di Đà Phật, chân răng số 5 lung lơ dưới. Sau khi đã nhổ ra, cái này dễ thì bác khỏi uống thuốc cũng được ba. Mình về nghỉ ngơi ăn cháo ngậm súc nước muối cho nó vệ sinh chỗ xương ngô răng tự tự lành. Rồi bác cắn lên, rồi Đó. bác cắn chặt vậy nửa tiếng, rồi vài ngày cho nó lành lành rồi bác tới nhậu tiếp. Ra cái chân răng này bác đem về coi không? Hả, bỏ hả? Bỏ rồi. Rồi 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 xong rồi. Nam mô A Di Đà Phật.